Chào bà con nha. Dạ em chào anh. Dạ, à, dạ anh tên gì, địa chỉ mình ở đây ở đâu vậy anh? Dạ, tôi Trung, xã Hồng Quý, Bắc B, Cái Bè, Tiền Giang, tôi tên Nghi. Dạ. Dạ, chào anh Nghi ha. À, vườn của mình là bón phân gì vậy anh? Dạ, mỗi lần thì bón phân hóa học với hữu cơ rồi đó, giờ thấy lên mạng rồi đó, rồi thấy phân của lượng F35 này xài thấy người ta đã xài mới đạt quá mới gãi cử đầu á. Dạ, vậy là anh xài cái vườn của mình á, là lúc trước anh có xài loại phân khác nha bà con. Là nói chung là cây hơi suy, suy rồi anh mới lấy thử cái dòng sản phẩm của F35 thế mới của phân con lười nha bà con. Sử dụng thì anh thấy nó thay đổi hoàn toàn ha. Rồi anh tin dùng, đợt này em giao cho anh thêm 20 bao phân con lười nha, F35 nha bà con. Rồi anh thấy sao, anh thấy cái trái này sao? Anh thấy cái cuốn trái nè, cái cuốn trái bây giờ là nó thấy... nhiễu nhằn lắm á, tôi tính xịt tôi bỏ vừa rồi tôi không có xịt mà tôi thấy nó cuốn mới đậu ra nó thấy nó lớn quá hả? Nó lớn. Dạ. Cái cuốn hồi đó tôi cuốn nó hơi xanh xanh rồi nè. Dạ. Hôm nay nó vàng rồi. Ha, cái này thêm này thêm anh ha, ví dụ như mấy cái trái sa cành hoặc là những cái bông sa cành anh tiễn bỏ bớt kem ha. Tôi bỏ hết. Ờ đúng rồi, mình chỉ lấy trái trong cành mẹ thôi. Trừ nào ra ví dụ như nó không có trong này, tôi ví dụ ở ngoài này nè. Giờ đang đỡ hào nè, trái này nó da đen rồi, chưa có. Dạ, dạ. Lấy. Dạ. Để quay sơ bộ vườn cho bà con coi ha, là nó hồi phục nè, nó hồi phục lại là hầu như là rất là khả quan nha bà con. Bây giờ mình dòng mấy cây mít cho bà con coi nha. Đó, nói chung là tôi tuyển đọt hết trơn á, mà hiện tại giờ nói chung là cái nào cao quá là tôi tuyển hết. Dạ. Phát là hết rồi luôn. Thì nói chung á là cái vườn mình bây giờ nó khả quan lên rồi. Anh lấy anh tiếp tục anh sử dụng phân bón bên con lười bên em ha. Rồi bà con nào mà muốn sử dụng phân con lười á, bà con cứ lên thẳng số điện thoại hotline ở trên màn hình nha bà con. Chào bà con.